Thì như vậy là có một cái khoảng thời gian anh mày mò tự học đó, và sau này đến một cái bước là anh bắt đầu gia nhập một cách chuyên nghiệp ca khúc chính trị đại diện cho quận Phú Nhuận, những hoạt động rất là sôi nổi và cũng Thật sự cái không phải đại diện Phú Nhuận em, mà các khúc chính trị đó là thật sự lúc tụi anh tự tách ra. Anh đang làm cộng tác trong cái đội văn hóa thông tin mà của quận Phú nói Nhuận. đúng, thực sự không phải là khu chính trị, mà lúc đó có những cái dạng là như nói là nhóm thông tin lưu động của Đúng phường, đúng của đúng quận đúng đúng tham gia thi với nhau, đúng cả khu chính trị nó lớn hơn và đúng nó có vẻ chơi những bài nó trẻ 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 trung hơn hơn trẻ hơn mà có vẻ đi ngoài, tại vì em biết làm thông tin văn hóa là mình phải làm cái gì tuyên cũng phải truyền có tiêu đề, tuyên truyền tuyên truyền phải có những nhạc chủ truyền đề thống truyền thống của nhà nước, thì mình các chương trình mình tách ra chơi nhạc là trẻ. chơi cũng giống như là nó xin lỗi là giống như trong nhạc đạo vậy đó. Nhạc đạo nhạc đời ví dụ vậy đó. Đó thì mình tách ra mình làm riêng, thì anh thành lập ra một cái nhóm 5 người, Tức là sau khi anh đã hoạt động rất lâu trong thông tin lưu động đúng 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 của quận Phú Nhuận, đúng của gì và anh bắt đầu anh kết hợp với lại những thế mạnh nhà mình là đông anh em, đông anh em. anh tài đông mười mấy người À, lúc luôn. đó không, thật sự lúc đó không phải anh em của anh mà là bạn thôi, tại vì lúc đó anh em của anh là hai người em của anh thì của anh thì đi Mỹ, anh còn ở lại với một Anh ông nhà anh tài ký đông đúng đệm không? đó, Nhà tài đông anh em đó không? thì đó thì anh mới ráp, là lúc đó ông anh chưa có vô ban nhạc, chỉ là bạn thôi, thì anh mới lấy cái tên là Lướt Sóng đó. Có thời gian thì Đúng năm mấy anh tài hả? Anh thì anh nhớ là khoảng năm 79, À, như vậy trong tích tắc nó chỉ có vài năm đó thôi. vài năm thôi. Anh đi Mỹ từ năm mấy? Anh đi cuối năm 81, đầu năm 82. Như vậy anh hoạt động suốt từ sau giải phóng trong khoảng 5 năm cuối cùng Khoảng của thập khoảng niên khoảng 1970 thôi. đúng rồi. Tới năm 80 anh đã bắt đầu là xuất ngoại Không rồi. ngoài. Thì 5 năm đó là anh nghĩ rằng là anh đang là một cuộc như là đổi ngôi ngoạn mục ha. Đúng Từ rồi. một người vô danh, một người chỉ đang đứng nhìn thèm và bắt đầu là đã bắt đầu nhào vô thực hiện chơi thông tin lưu động rồi cả khúc chính trị bằng một cái nhóm hát mà tự anh lập ra, anh sáng lập với những chiến hữu là những anh em, là những bạn bè, Bạn bè. Lấy tên là Lướt Lướt Sóng. Sóng. Đó là những bước ngoặt đầu tiên của anh chế tài và hoạt động về nghệ thuật trước khi anh xuất ngoại. Đúng rồi. Và cái nhóm nó hoạt động được bao lâu thì tan rã? Tới năm anh đi nước ngoài thì tan rã. Vậy là được mấy Là năm này, cũng là ba bốn năm. không ba anh nghĩ chắc cũng thì từ 77, 78, 79 đó là cũng được ba 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 năm mấy 4 năm. Nhưng mà em nghĩ có một cái chi tiết này anh phải chia sẻ rằng là anh đã bắt đầu nhận được cái tiền cát-xê đầu tiên trong đời của mình bằng cái nghề mà mình thích là đi hát, đi đàn. Em nghĩ cảm xúc kỷ niệm đó là quan trọng. Thật sự lúc mà thông tin văn hóa thì tụi anh chỉ lãnh lương tháng, thì lương công nhân viên nhà nhà nước mà, thì nó có cái số nhất định. Lúc anh đang làm cho cái công ty nào, nhân viên nhà nước? Là chỉ là đại diện, là đại diện cho một nhóm thành viên trong nhóm ca khúc chính trị hay là các khu chính trị thì thật sự là chỉ làm rời ra ngoài thôi. Anh lúc đó là anh làm trong một cái tòa soạn báo mà không phải của nhà nước mà là của công tư hợp doanh. Ở đó nó có còn còn cái công tư hợp doanh là tòa soạn, là tòa soạn Tin Sáng, báo Tin Sáng. Anh là bộ phận nào trong Thì cái anh tòa là nhiệm vụ của anh rất là quan trọng nha. Vì không anh là không có làm việc được, tại vì anh là người đưa thơ mà. Đó quan trọng lắm. Tức là nó có 4 lầu, anh phải từ dưới chạy lên chạy xuống không mỗi có ngày, thang máy anh không có chạy thang biết máy nhiêu lần, tại không có vì thang máy hả? hãy mà thơ tới là anh phải đưa cho bộ phận này bộ phận nọ, đây là văn nghệ nè, đây là thể thao nè, đây là kinh tế nè, đây là gì đó. Anh là người hồi xưa là dùng cái chữ là nghe thấy ghê lắm, là liên lạc viên. Ghê không? Quạch thằng quạch quạch thằng. Nghe thấy ghê không? Thì là chỉ chạy thôi. Mà không phải chạy ngang mà chạy lên chạy xuống mới ghê chứ. Không thang máy không anh thang ơi. máy, hồi xưa không có thang máy. Nên là em hiểu vì sao anh trẻ mãi rồi đó. Không phải. Anh đã tập thể dục từ Hồi lúc xưa đó rồi. anh ốm lắm, ốm mà để tôi lùi à. Dạ. Mà khỏe lắm. Chạy lên chạy Đó, cái xuống. đó là làm cho anh, giờ anh trẻ đó. Bây giờ anh cho anh kể cái đó. Dạ. Cái thời gian nó cực lắm. Mang tên là liên lạc viên đúng không? Liên lạc viên. Một cái chất rất Tại vì hồi đó là sở dĩ mà người ta nhận anh vô làm là tại vì người ta biết anh đàn. Một cái công hai cái chuyện. cái anh chủ nhiệm đó là anh Đức, Ngô Công Đức. Thì bây giờ Anh Tài anh nó nhớ mất dai, rồi, anh nó qua Tài đời nhớ dai quá. hả Nhớ tên từng người, anh nhớ nhớ dai. với những người đó là những người tốt với mình, mà anh Công Đức rất là tốt, với lại không chẳng những mình Tài đâu mà nguyên cái ban văn nghệ luôn. Anh Đức là rất là chịu chơi, ảnh là về văn nghệ là ảnh xả láng hết. Đó anh nghĩ là với một cái thời điểm đó mà ảnh cho một cái ban nhạc vô, tụi anh làm việc nó thẳng ra là rất là sướng. Liên lạc viên thì một ngày anh chạy lên chạy xuống, thì thật sự là hồi xưa ngoài cái liên lạc viên ra đó thì tòa soạn nó cho một một ngày 100 tờ báo để giúp đỡ những người có thu nhập thấp, thì anh là thuộc về thu nhập thấp,
Thì 100 tờ báo đó là 4 giờ sáng anh phải thức dậy. Dạ. Anh chạy ra tờ sáng anh lấy và anh đi đưa 100 cái nhà ở gần nhà anh ở, tức là cái khu Phú Nhuận bây giờ anh đang ở nè. Dạ. Đó. Anh đọc đi xe đạp rồi đó, không có ông ra. Dạ. Đi xe đạp. Mà vui lắm nha, mình làm mình thấy rất là hãnh diện tại mình nó là tìm kiếm bằng cái sức lực của mình, sức lao động mình. Quá sướng. Anh rất là vui, anh không có gì, anh không, đối với anh thì không có gì mà là thấy phải mắc cỡ chứ. Yeah. Mặc dù đó anh đã đi diễn ca sĩ chính trị rồi. Oh. À, anh chia sẻ với em cái chuyện đưa báo là sao. Tại vì có một lần anh chạy đưa báo vô cái hẻm thì có mấy đứa nhỏ đó thấy. À, chí tài đưa báo rồi, giao báo tụi bay ơi. Tôi kêu chỉ. Yeah. Mà lúc đó thật sự lúc đó lần đầu tiên mà anh nghe cái cậu bé nói thì anh cũng hơi thấy nó hơi siêu quê em hiểu không? Yeah. Tại vì mình nó, tại vì mới tối diễn ngay chỗ đó đó, mới tối diễn bận đồ đẹp rồi lên đờn hát. Cái người nghệ sĩ thì chất sĩ diện nhiều khi nó cũng phải có chút ít đúng không ạ? Ừ. Nhưng mà anh làm nghệ đúng không? Vì cuộc anh sống. Thì lúc đó thật sự lúc đầu anh cũng thấy quê anh nói thiệt. Yeah. Anh cũng quê thiệt nhưng mà lúc mà cái em bé đó thì cái em bé đó đã thấy anh rồi thì nghe là nó cũng ra. Nó biết nó cũng mê thành tượng nó canh. À. Anh ra là nó thấy đường xa là chứ tại báo tụi bay ơi là bên trước kia nó ùa ra, tức là một hiện tượng lạ của nó ha. Đó là mày biết mà anh vẫn không nói gì á. Yeah. Anh vẫn đi yeah. Vậy âm thầm mà đi. Anh biến 100 tờ báo là thuộc dạng giống như là hàng giúp đỡ của công ty. Đúng rồi, anh biến thành đó, anh thấy đó là bình thường đối. Yeah. Với anh bình thường tại vì mình giao báo cho người ta đọc thì nó không gì đâu. Yeah. Nhưng mà anh Tài nói là như anh Tài được vô cái xí nghiệp này là do anh Tài có năng khiếu rồi, đúng rồi, đang chơi đàn. Do giới thiệu có người là cái anh chủ nhiệm này Ngô Đức á. Yeah. Anh thích chân nghệ lắm. Yeah. Anh ảnh rất là ưu tiên những người thể thao, đá banh là một với lại chân nghệ là hai. Yeah. Thành ra là anh rất ưu ái, thế là nói riêng là trinh trân trọng đó. Yeah. Như vậy cái anh Tài vẫn làm công ty tới khi anh Tài đi luôn ha? Trước khi anh đi Mỹ anh làm xa cảng miền Đông. Ủa anh bến xe nữa, chuyển công ty hả? Tại vì cái tòa soạn đóng cửa. Hay quá thì hả? Anh mới chuyển qua làm bến xe. Đừng nói bến xe đóng cửa nữa nha. Không, bến xe vẫn còn, bến xe miền Đông vẫn còn. Được chuyển công ty vẫn ghé thăm. Yeah. Vậy hồi xưa anh là một công nhân của xa cảng miền xa cảng miền Đông miền Đông ở cầu Bình Triệu. Bây giờ lúc đó anh Phú Quý là một người nổi lên từ phong trào. Đúng rồi. Xa cảng cũng hồi xưa có xa cảng miền Tây, xa cảng miền Đông, nhưng mà xa cảng miền Tây thì phong trào mạnh hơn. Yeah. Trước tụi anh hồi xưa anh Phú Quý, anh Duy Phương là nổi tiếng. Đúng. Ở đó ta. Dạ. Ừ. Và anh thì lúc đó thì trước khi đi là anh làm cái xa cảng miền nói chung là anh làm đủ nghề. Dạ. Song song với trong lúc anh diễn. Dạ. Chứ không phải là thì anh... em nghĩ nó cho mình nhiều cái trải nghiệm sau này vào. Đúng rồi em ta. Anh có nhiều cái người ta là có nhiều cái là anh nghĩ là có bây giờ có một số người ta nghĩ là mình là nghệ sĩ thì nhung lụa hả, mình phải né đi những cái gì anh không ngại kể. Dạ không. Để anh kể anh chia sẻ là cuộc đời ai cũng vậy. Không, đó là cái sanh ra là sướng liền. Em đang nghĩ ngược lại đó, một niềm tự hào rất riêng. Ừ. Của những nghệ sĩ thành danh hiện giờ. Không có những cái khổ đó, không có những cái mà khó khăn đó thì anh sẽ không có ngày hôm nay. Đúng rồi. Anh nghĩ là cái đó là điều tự hào của anh. Chứ không. Là chính vì vậy chứ có lẽ gì mà anh hiểu, anh thông cảm khán giả nhiều hơn. Dạ. Anh nhìn anh biết khán giả ta thích đang thích cái gì. Dạ. Và anh gần gũi hơn. Dạ. Anh không muốn tạo cái khoảng cách mình với lại fan hâm mộ mình xa. Dạ. Mình muốn gần. Dạ. Bởi vì thực sự mình cũng như họ, mình đúng đã rồi. Trải qua những giây phút khó khăn anh đó. Anh là y vậy. Dạ. Đúng không? Anh dạ. Hiểu được. Còn có thể là có những người ta không có có những cái hoàn cảnh giống anh, là người ta nghĩ người ta là một cái gì đó ở trên này do suy nghĩ và đó. Trình độ, do suy nghĩ nhận thức anh. Đó là mình cũng là con người thôi. Dạ. Như vậy theo trình tự thời gian là anh Tài đã lập một ban nhạc rồi. Lập ban nhạc ngoài rồi. Thì anh bắt đầu mới được cơ hội là lo phần mắt của anh Đức. À bây giờ mình nói ví dụ đánh lương đi. Dạ đó. À cái ban nhạc, cái ngày đầu tiên mà anh đi đánh cái quý trị á. Anh vui nhất. Dạ. Là anh đánh được 50 đồng. Dạ. Lúc đó mua được mấy tô phở thôi. Ôi 50 đồng lớn nha em. Dạ. 50 đồng hồi xưa là lương công nhân mình là một tháng có 50 à. Lương bằng lương một tháng của công nhân. Mình đánh được một đêm mà được 50. Dạ, mà chưa chia là 5 người phải không? Không, mình anh. À chia ra sao anh được 50 hả? Một đêm mà lương một tháng của công nhân. Mừng quá trời luôn. Trời ơi. Mừng lắm. Anh làm gì? Hả? Anh làm gì? Đi nhậu. Anh đã bộc lộ năng khiếu nhậu ngay từ nhỏ. Em mới phát hiện được anh.
xưa không... đó đa số những nhạc sĩ mình đó diễn xong hay đi nhậu, đi về khuya rồi ngồi nhậu nói phải chuyện vui á thì hầu hết nhậu. Là như vậy, văn nghệ sĩ là phải thật nhậu. Sự anh này nhậu không hay đâu, không dở lắm, thích không khí trong khi nhậu thôi đúng không? Thích anh ngồi nói chuyện với anh em mình chia sẻ bữa nay tụi bay diễn sao sao mình làm sao 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 mình vui đó. Tại lần đầu tiên được lên sân khấu mà được nhận được cái lương đó, giờ là mình chỉ đi làm gì không có ai là mời nhóm anh đi hát vậy. Cái hồi đó bút xô là cái cậu đánh bass của tên là Hiệp. Anh gọi là Hiệp nổ đó, tại vì nó nói chuyện bắn pháo bông gì mà tụi anh là phải tập luyện có những một số bài tủ rồi phải ít nhất một thời gian mới đâu có người ta biết là mình mới bút xô lần chứ. Một tụ điểm như vậy đó là anh diễn có 5-6 bài thôi, nhiều nhất là 7-8 bài thôi, lên làm rác đi về rồi chạy qua chỗ khác. Thành ra là nó show nhiều lắm. Lúc đó anh đã bắt đầu vô con đường biểu diễn gần như là cũng bán chuyên nghiệp rồi, đã bán show rồi, bán chuyên nghiệp. Nhưng mà cũng rung lên, mới hồi bắt đầu rung lắm. Rung. Nhưng mà cái quá trình mà để nhóm anh thành lập xong rồi có tập bài dở rồi được một số bài tủ mới đăng ký hay là đến gặp mấy ông bầu show để xin hát là cũng cần một quá trình. Coi như là cái cậu quan trọng nhất là cái cậu đi bố show đó là giỏi ha. Phải giỏi. Chứ đâu ai biết mình lại đâu. Đó mới mà. Tự giới thiệu và nói chung ra diễn một số chắc sân tụ điểm ca nhạc đó sao anh Tài, hay là những phòng hay là những cái đó là diễn ngoài trời. Như là chỗ cái phường đó hoặc là cái quận đó người ta dựng cái sân khấu ngoài trời lên. Đằng sau là một bức màn trắng thôi. Không có gì nhiều, đèn leo lét. Mờ mờ ảo ảo. Cũng có lễ có thể hội nhìn không thấy mặt mình. Có lễ hội hay tự nhiên là nó có một sân khấu đêm nào cũng có. Hình như là cái thật lúc đó là phong trào đó nó mạnh lắm em. Gần như mỗi đêm luôn á. Gần như mỗi đêm. Mà có cả xe luôn. Có cả xe luôn. Có xe chứ, tại người ta bán vé mà. Bán lúc đó giống như bây giờ là những tụ điểm ca nhạc bây giờ hồi trước nó giống như trong đồng vậy đó. Kiểu giống vậy mà nhỏ hơn chút. Nó nhiều, bây giờ hết rồi, bây giờ về đây thấy hết mấy cái đó rồi. Có đó cho anh cũng làm lại rồi đó, kỷ niệm vui ha. Và như vậy là sau thời gian bút show thì đêm đầu tiên là nhóm anh diễn và được lương số tiền và chia ra anh được năm chục đồng và anh đã đi nhậu đồng Việt Nam. Quá đã ha. Chưa tới 1000 giờ đó. Đêm đó anh nhậu hết 50 đúng không? Mày nhậu ít thôi chứ đâu có nhậu dữ vậy. Tiền đây là phải để tiền mua quần áo đó. Bận chứ. Lúc đó đang thích là phải đầu tư áo quần cho nhóm. Anh bận thích quần áo diêm vú rồi đó. Là từ hồi lúc đã có cái khuynh hướng đó. Hồi nhỏ đã có vậy rồi. Dạ. Hồi nhỏ chị cho tiền đi học là để dành tiền đi bộ. Tấm hình đó đây anh còn không ta? Mấy tấm hình hồi xưa anh còn. Nếu mà em thấy hình anh chắc em sẽ thất vọng, bởi vì hồi xưa anh ốm như là cái mặt anh nó như cái bộ xương người vậy đó. Trời ghê. Mà đen rồi hó mà. Bây giờ là đỡ đó. Bây giờ giống như trời tổ đại, mọi thứ nó thay đổi hết ha. Bây giờ nó thay đổi, nó trắng nè. Dạ trắng mà nó không tròn chị. Mấy tấm đó giờ vẫn còn đúng không anh? Còn em. Em sẽ show lên cho khán giả xem. Em cần anh sẽ gửi cho em nha. Đúng rồi. Em phải ghi chú nha. Dạ. Em phải khoanh tròn á, đây là chí tài chứ ta không nhận ra đâu. Lúc bao nhiêu tuổi nữa? Đúng. Lúc bao nhiêu tuổi? Tưởng bây giờ là chào. Bây giờ là anh chỉ ước mơ trở lại hồi trẻ là anh ốm đẹp nghĩa là anh thích. Hồi xưa ốm bận đồ đẹp, ốm bốm bó bận đồ body đó bó, còn giờ đâu có bó nổi. Giờ đâu bó nổi đâu. Nãy giờ ngồi thấy sửa áo không không đó, nó sợ nó bị rách đó, nhiều khi nó tuôn ra trào nhiều thứ. Bây giờ thì kệ được này mất kia nơi, giờ mặt thì đẹp. Ok. Tướng thì xấu. Quay lại trở lên thôi. Dạ, hồi trước thì coi như là mặt ốm nhưng mà dáng body rất là chuẩn đúng không anh? Cuộc đời nó vậy đó. Nhưng mà không nghe nói một ít về ba mẹ anh lúc đó. Ba mẹ anh làm gì và anh em anh nếu sao? Đi ngược về vấn đề ba mẹ anh thì nó phải đi ngược lại tí. Anh là ba mẹ anh là ba anh thì đi nước Mỹ năm 1965. Ồ. Lúc đó là anh còn nhỏ xíu. Anh lớn lên là không có sống với ba. Không có sống với ba. Dạ. Lúc đó anh nhớ anh 3-4 tuổi gì đó. Dạ. 3-4 tuổi. Ba anh đi thì là anh ở đây là chỉ có mấy anh em sống với nhau. Mẹ đâu? Mẹ sau đó thì năm 68 đi theo. Thành ra tụi anh là sống anh chị em ở nhà. Trời. Ồ, đây. Gia đình anh thì nó hơi là ly kỳ ha. Tức là vậy anh sau này bảo lãnh là do ba mẹ bảo lãnh cho anh đi. Đúng, hả? Sao mà và ở Việt Nam sau giải phóng là chỉ có mấy anh em thôi. Đúng rồi. Mà anh Tài trước 75 là cũng là mấy anh em ở chung với nhau. Dạ. Bốn trai bốn gái. Ồ, mà anh Tài thứ mấy? Anh là tính về bên phía nam là anh thứ nhì, có nghĩa là anh thứ sáu đó. Dạ. Thứ sáu trong nhà. Ồ, như vậy không có ba mẹ tụi anh sống với nhau trước giải phóng rồi sau giải phóng mà như là tất cả bằng tiền của giống như là đùm đùm bọc. Thật sự là ba có gửi tiền về lo cho anh ăn học. Cái này mới khai.
gỡ tiền về chứ không có sao tụi anh làm. Ồ sao sống nổi, sao sống nổi anh lúc đó anh mình nói nhỏ dạ, không biết làm anh tiền đang học sinh sao? Thôi mà đang học làm sinh dạ. Ba cứ gửi tiền về nữa dạ. Lo thì nó cũng giúp cho một phần. Thì trong cái lúc mà thời gian mình đi diễn ca khúc chính trị thì có một cái thời gian gần cuối trước khi cái phong trào đó bị cấm à. Là do là sau này có những nhóm người ta hát nhạc nước ngoài là nhạc tiếng Mỹ nè à. Mà người ta hát người ta lúc mà đăng ký đó, yeah. Thì ta là nó là nước Hungary à. Hay là Bungary hay là Caso Đức gì đó yeah. Thì sau này thì biết được thì sở cấm yeah. Không có cho nữa thì không còn phong trào khúc chính trị nữa. Thì khoảng thời gian đó thì tụi anh bắt đầu phải hát nhạc Việt lại nhiều yeah. Tức là mình chuyển thể đó yeah. Mình hát những bài dân ca rồi mình làm cho nó hòa âm mới, tiết tấu nó sống động hơn rồi để cho khán giả rồi người ta thay đổi yeah. Thì giờ đâu được hát như là nước ngoài nhiều nữa. Đúng rồi yeah. Thì trong thời gian đó có một bữa anh đi diễn thì anh diễn sát cái bờ sông anh nhớ không lầm như là bên quận 4 á. Dạ. Thì anh Nan Đờn lúc đó là ban nhạc đứng hát thì lúc đó là ca sĩ Thanh Lan đó. Yeah. Ôi rùi Thanh Lan là Thanh Lan đang lớn á. Yeah. À, hát đang hát bài búp bê không tình yêu rồi nhún nhảy tự nhiên anh thấy wow. Sao nó có mấy cái giọt nước ở trên nó trời nó rớt xuống. Dạ. Yeah. Thì anh dòm nó ủa đâu có mưa. Yeah. Thì anh cứ nghĩ là mưa bụi hay gì đó. Yeah. Nó thoáng xuống là nó hết. Dạ. Yeah. Sao anh Đờn tiếp. Cái anh nghe cái bịch anh dòm xuống không thấy cái bịch gì nó vàng vàng mà nó bể ra rồi thì anh nghĩ là chắc ai rồi quăng lên trà đá tao uống trà đá à, tại quăng bộ lên về. Anh Đờn tiếp à, tôi như con à, búp bê bằng nhựa lần thứ ba mới thấy ghê nó không rớt nữa mà nó rớt từ trên cao nó tỏa xuống rào có nước luôn nó bạch xuống hai sát chân anh luôn anh dòm rồi anh thấy có cái mùi hơi kỳ kỳ à. Cái mùi nó giống như bia nóng vậy đó yeah. Hơi kỳ kỳ thì ra là nước tiểu á mấy cái ông nào ông nhậu ở dưới ghe á trời đất rồi ông rảnh quá ông biết gì chắc ông không có chuyện gì làm sao ông bỏ vô cái bịch nước mà ông cũng lịch sự lắm yeah. Mấy bịch đầu hình như là có buộc thun nào ngoài có nghĩ không lịch sự hút anh tưởng là nó quăng lên rớt cái bịch xuống nhưng mà anh vẫn bình thường là yeah. Thì thay vì anh kể cho em nghe em chia sẻ là tại vì cái đó là một cái cũng là một cái để dạy cho mình gọi là rèn luyện cái tánh lì lòm trên sân khấu yeah. Người ta quăng gì nữa mình cũng bình thường tai nạn nghề nghiệp tai nạn nghề nghiệp yeah. Do là một số khán giả trong lúc người ta quá vui chăng gọi là say quá rồi yeah. Rồi buông phá coi không được nhiều khi coi không được tức yeah. Nhiều khi là tụi anh diễn sát rồi nè thì ngồi dưới đây ghe không mà dạ đâu có coi được mình xây lưng lại mà đâu có thấy được gì đâu tức, nghe tức, hát tức quá gà quăng lên gà tô cái khi tức đó cũng là cái ái mộ mà lúc đó anh ban nhạc anh đã đệm được cho chị Thanh Lan rồi Thanh Lan rồi vậy là nhóm anh đã nổi tiếng lúc đó đúng thì... không dạ. Hát bài búp bê không tình yêu ha búp bê không tình yêu